Sách Sáng Thế Ký, chương 21. Isaac ra đời. Bấy giờ, Chúa tỏ ra nhân hậu với Sarah như Ngài nói. Chúa làm cho Sarah như Ngài đã hứa. Sarah thụ thai, sinh cho Abraham một con trai trong tuổi già. Đúng thời gian, Đức Chúa Trời đã hứa với ông. Abraham đặt tên con mà Sarah sinh cho mình là Isaac, và làm lễ cắt bì cho Isaac con mình khi được 8 ngày, như lời Chúa truyền dạy. Lúc Isaac ra đời, Abraham đã được 100 tuổi. Sarah nói: Đức Chúa Trời đã làm cho tôi vui cười, ai nghe đến cũng vui cười với tôi. Ai dám nói với Abraham có ngày Sarah sẽ cho con bú, thế mà tôi đã sinh được một đứa con trai cho người lúc người đã già. Aga và Ishmael bị đuổi đi, đứa trẻ lớn lên và dứt sữa. Ngày Isaac dứt sữa Abraham là một bữa tiệc thật lớn, nhưng Sarah thấy đứa con mà Aga, người đầy tớ gái Ai Cập, đã sinh cho Abraham nhạo cười. Bà bảo Abraham: Hãy đuổi người đầy tớ gái và con nó đi, con của nó không thể hưởng gia tài với Isaac con tôi đâu. Sự việc này làm cho Abraham vô cùng buồn bã, vì nó liên hệ đến con trai ông. Nhưng Đức Chúa Trời bảo Abraham: Con đừng buồn vì đứa con và vì nàng hầu của con. Cứ làm theo lời Sarah, vì dòng dõi của con sẽ do Isaac mà ra. Nhưng vì đứa con của tớ gái cũng là giống nòi con, nên ta sẽ cho nó thành một quốc gia. Sáng hôm sau, Abraham dậy sớm, lấy thực phẩm và bầu ra nước trao cho Aga, đặt lên vai nàng rồi bảo mẹ con ra đi. Aga đi lang thang trong sa mạc miền Bê-sê-ba. Khi bầu đã hết nước, Aga để con dưới một bụi cây nhỏ, rồi đi cách đó độ một khoảng tên bắn. Vì nàng nói: Ta không thể nào nhìn đứa trẻ chết. Nàng ngồi gần đó và cất tiếng khóc nức nở. Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc của đứa bé, nên một thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trời gọi Aga. Aga, có việc gì thế? Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa bé khóc tại chỗ nó đang nằm. Hãy đứng dậy, đỡ nó lên, bồng nó trên tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một nước lớn. Rồi Đức Chúa Trời mở mắt nàng, nàng thấy một giếng nước, liền đến múc đầy bầu nước và đem cho đứa trẻ uống. Chúa phù hộ đứa trẻ. Nó lớn lên, sống giữa sa mạc và trở thành một người bắn cung giỏi. Khi ngủ tại sa mạc Phadan, Ishmael được mẹ cưới cho một cô vợ người Ai Cập. Abraham và Abimelech lập giao ước. Lúc ấy, vua Abimelech và Phicol, người chỉ huy quân lực của vua, nói với Abraham: Đức Chúa Trời có ở với ông trong mọi việc ông làm. Bây giờ hãy thề với tôi trước Đức Chúa Trời rằng ông sẽ không lừa gạt tôi, con tôi hay dòng dõi tôi. Hãy đối xử tử tế với tôi và sứ ông đến cư ngụ như tôi đã đối xử với ông. Abraham đáp: Tôi xin thề. Rồi Abraham than phiền với Abimelech về vụ cái giếng nước mà bầy tôi của vua đã chiếm đoạt. Abimelech đáp: Tôi không biết ai đã làm việc này. Ông không nói cho tôi, và tôi cũng không nghe nói cho đến bữa nay. Abraham đem hiến chiên bò cho Abimelech, và hai người lập hòa ước. Abraham để riêng ra 7 con chiên tơ trong bầy. Abimelech hỏi: Ông để 7 con chiên đó riêng ra làm gì vậy? Abraham đáp: Xin vua hãy nhận 7 con chiên này nơi tay tôi, để làm chứng là tôi đã đào cái giếng này.
Do đó, người ta gọi chỗ này là Bê-xê-ba, vì tại đó hai người đã thề với nhau. Sau khi kết ước với nhau tại Bê-xê-ba, Abimelech và tướng Phi-côn lên đường về xứ Philistin. Abraham trồng một cây me tại Bê-xê-ba và tại đó ông cầu khẩn danh Chúa, Đức Chúa Trời đời đời. Abraham kiều ngụ lâu ngày trong xứ Philistin.